Chào các bạn. Thanh lý bộ qua lăng mâm bữa 86 đồ chùa 1,5 triệu nha. Đây, đèn soi da băng nha các bạn, dành cho anh em gắn xe 81, 86 hay là 67, gắn 67 hết sảy luôn. Đây, nguyên zin nha các bạn, rất là đẹp luôn. Dành cho anh em nào có nhu cầu lên lửa 6 cục. Đây, 1 2 3 4 5 6. 6 cục, 6 cục đèn với một cục lửa các bạn, 6 cục đèn với một cục lửa nha. Đó, rất là đẹp. Thanh lý giá 1,5 triệu nha. Chỉ có một bộ này là rẻ nhất thôi. Còn mấy bộ kia mắc hơn nhiều nha. Rồi anh em nào có nhu cầu các bạn liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Chỉ có duy nhất một bộ này là siêu rẻ luôn. Rồi lâu lâu thanh lý giá rẻ, bộ này mua được rẻ nên bán giá rẻ cho anh em nha. Rồi anh em nào có nhu cầu mua các bạn gọi số điện thoại trong màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng nhé anh em, ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp mình shop để mua, ở xa thì chuyển khoản ra bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ từ trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.